Đây là tiếng nói Lát Radio. Xin chào tất cả mọi người lại tiếp tục đến với kênh của Lát Radio nha. Bây giờ thì chúng ta sẽ nghe tiếp đến tập 12 của bộ truyện Thôn Phệ Tinh Không. Tập này được mang tên là Kế hoạch tương lai. Chúc mọi người nghe truyện vui vẻ. Xin cảm ơn tất cả mọi người. Ở tập trước thì đám người La Phong đã từ nơi hoang dã trở về, sau đó bán những cái tài liệu mà nhặt được rồi chia chác với nhau. Lúc này thì bọn người La Phong mới đi đến cái Liên minh thương thành Liên minh HR gì đó. Đến đây để bán cái món tài liệu cuối cùng của cái con lang nhà kia, con sói kia. Thì lúc này vào cái tòa đại sảnh đến cái tầng thứ 21, khi ra khỏi thang máy chính là một sảnh nghỉ siêu lớn. Chỉ tính diện tích vùng phụ cận sảnh nghỉ thôi cũng đạt tới 300-400 mét vuông rồi. Ở dọc sảnh nghỉ có những cái sofa dài. Lúc này có mấy người đang ngồi trên sofa cùng đợi Phương quản lý bên trong tiếp kiến. Nhưng họ thấy một đội trang phục võ giả không hề chờ đợi gì cả, mà lại lao thẳng về phía phòng làm việc của Phương quản lý. Phương quản lý ở bên trong, xin mời. Lưu tiểu thư đưa đám La Phong tiến thẳng vào phòng làm việc của Phương quản lý. Trong phòng làm việc, La Phong liếc mắt nhìn xung quanh, trang sức quanh phòng vô cùng rực rỡ. Trên đất giác thủy tinh công nghiệp, dưới cái lớp thủy tinh công nghiệp này là một cái hồ nước với những con cá đang bơi lội, đứng trên thủy tinh, thấy dưới chân có không ít cá đang bơi. La Phong thầm nghĩ thật xa xỉ. Cao Phong nào, xem ra lần này các cậu kiếm được khá nhiều tiền rồi ha. Chợt thấy một lão già đầu hói, mặt tròn rời khỏi ghế dựa, cười hà hà đi tới. Tới đây, qua bên này ngồi xuống nè. Đám người vào phòng làm việc rồi ngồi xuống sofa đối diện nhau. Lần này là hàng gì vậy? Lão già mặt tròn cười nhẹ, nói. Đưa ra thử xem nào. Lão Phương nào, tôi sẽ cho ông mở rộng tầm mắt đó. Cao Phong cười hăng hắc. Ông làm đại quản lý, mặc dù cũng tiếp nhiều tiểu đội võ giả rồi, nhưng mà món đồ này e rằng ông cũng khó mà nhìn thấy được bao nhiêu lần đó. La Phong, lấy ra đi. Phương quản lý nghe như vậy thì kinh hãi, mắt sáng rực lên. La Phong cười, liếc mắt nhìn Phương quản lý, đặt cái ba lô mình xuống dưới chân, rồi sau đó từ trong ba lô lôi ra cái bộ da đắt tiền của con ngân nguyệt hung lang, vứt cái bộ lông trên mặt đất, trải bằng ra, trông giống như một con ngân nguyệt hung lang bị ép dẹp. Mơ hồ có thể thấy khí phách hung tàn của con ngân nguyệt hung lang. Liệp sắc giả! Phương quản lý không khỏi cả kinh đứng bật dậy. Tôi qua mẹ ơi! Phương quản lý không kìm được dùng tiếng lóng nhà quê thán phục một tiếng. Lão Cao nào, quả này to thiệt ra. Liệp sắc giả có thân thể lớn như vậy, chỉ sợ đã là thú tướng cao cấp rồi. Với tốc độ của ngân nguyệt hung lang, cho dù là cường giả vừa bước vào cấp chiến thần bình thường cũng rất khó giết chết được nó đó nha. Tốc độ của ngân nguyệt hung lang đích xác là nhanh tới kinh người. Khi bị trọng thương, nếu nó bộc phát ra là có thể đạt tới tốc độ âm thanh, có thể tưởng tượng biết tốc độ ghê gớm ra sao rồi. Chà, bộ da rất là đầy đủ nha. Phương quản lý nhìn kỹ. Xem ra bộ lông này được trồng dọc theo vết thương rạch lên, nhưng mà độ chính xác rất cao đó nha. Phương quản lý mắt tỏa sáng. Bộ lông con ngân nguyệt hung lang đích xác xem như là một trong những nguyên liệu may y phục đắt nhất trên thế giới. Mặc dù da của nó cũng có công dụng khác, nhưng mà trên thế giới cũng một vài đại nhân vật vẫn nguyện ý bỏ nhiều tiền mua nó để làm y phục. Chờ ta một chút đã. Phương quản lý lập tức chạy về phía bàn giấy của mình. Sau đó lão nhanh chóng lấy từ giá sách phía sau bàn giấy ra một cái rương mật mã. Xách chiếc rương mật mã này lên, rồi Phương quản lý nhanh chóng chạy tới. Còn Cao Phong nào, các cậu đừng có lời mời nữa nha, mau đem những vật liệu khác của con liệp sắc giả ra đây cả đi. Phương quản lý cười thúc giục, đồng thời mở rương mật mã ra. Bên trong rương mật mã cẩn thận bày biện ra một bộ dụng cụ rất tinh xảo. Khởi động cái bộ dụng cụ này xong, trên đầu mỗi dụng cụ lập tức xuất hiện một ánh sáng màu đỏ. La Phong lôi ra từ trong ba lô từng vật một. Con người kỳ lạ, lưỡi trảo, răng nanh, xương đùi, vân vân. Các cậu thu thập đầy đủ thiệt cơ à? Phương quản lý hai mắt tỏa sáng, ánh sáng màu đỏ trên dụng cụ không ngừng chiếu xạ vào lớp da, rồi khoảnh khắc sau lại chiếu vào con ngươi, móng vuốt, răng nanh, vân vân. Màn hình nhỏ xíu trên dụng cụ đó hiện lên những hàng dữ liệu liên tục. Vẻ mặt Phương quản lý trở nên nghiêm túc, nhìn chằm chằm vào dữ liệu, đồng thời cũng thông qua bàn phím ảo nhập chữ vào. Chốc lát sau, vật liệu này quả thực là từ của một con liệp sắc giả mà ra. Con liệp sắc giả này đúng là thú tướng cao cấp rồi. Phương quản lý vừa dứt lời, Cao Phong cười nói: Hẳn là thú tướng cao cấp rồi, mà còn tiếp cận cấp lãnh chủ nữa kìa. Trong đám thú tướng cao cấp cũng có khác biệt rất lớn. Cao thủ vừa mới bước vào cấp thú tướng yếu hơn mấy lần so với con thú tướng tiếp cận cấp lãnh chúa, tự nhiên giá cũng phải chênh lệch rất lớn rồi. Được rồi, về điểm này đương nhiên không thể gạt các cậu được mà. Phương quản lý cười hăng hắc. Tốt lắm, vậy các cậu ra giá đi. Mấy người tiểu đội hỏa chuyền nhìn nhau. Cao Phong đưa mắt ra hiệu cho La Phong. La Phong cười mở lời. Phương quản lý nè, ông xem thử giá như thế nào thì thích hợp vậy? Trong mạng gia đình cực hạn và mạng thương thành Liên minh HR đều có rất nhiều giá báo. Đối với liệp sắc giả này, La Phong cũng đã từng so sánh rồi. Quái thú thú tướng cao cấp bán cho cực hạn vũ quán thì giá khá là thấp, vì cực hạn vũ quán sẽ cho không ít điểm cống hiến. Còn bán cho thương thành Liên minh HR, quái thú thú tướng cao cấp bình thường giá từ 50 triệu cho tới 500 triệu. Đương nhiên bản thân liệp sắc giả mà có thực lực mạnh, hơn nữa cực kỳ hiếm có, lại là hoàng tộc nhà sói nữa, giá sẽ vượt qua mức cao nhất. Như vậy đi, vật liệu thực sự là không tệ, 600 triệu hoa hạ tệ. Phương quản lý hít sâu một hơi, đưa thẳng ra một cái giá. Cho dù là ông ta cũng rất ít khi có những vụ làm ăn lớn như vậy. Vật liệu trên thi thể của một vài quái thú cấp lãnh chủ sơ cấp bình thường cũng chỉ có giá này. Bọn người Cao Phong, La Phong cũng đã quen. Lúc trước, bọn người La Phong từng thảo luận về giá rồi, trong lòng cũng có vài con số. La Phong lúc trước trên diễn đàn vũ giả đã thấy ở Nam Mỹ có người tìm được một con liệp sắc giả cấp thú tướng trung cấp, bán được đại khái là 50 triệu tiền trái đất. 50 triệu tiền trái đất tương đương với 175 triệu tiền hoa hạ. Liệp sắc giả cấp thú tướng trung cấp đã có thể bán cao như vậy rồi, mà đây lại là con thú tướng cao cấp, hơn nữa tiếp cận cấp lãnh chủ nữa, giá hẳn là phải cao hơn nhiều lắm. Lão Phương nè, giá của ông rẻ quá rồi. Cao Phong nhíu mày nói. Ở Nam Mỹ, một con liệp sắc giả cấp thú tướng trung cấp thôi có thể bán được 175 triệu tiền hoa hạ rồi. Còn của chúng tôi phải 900 triệu hay là 1 tỷ cũng không tính vào đâu đâu. Cao Phong nào, cậu đừng đùa với ta vậy chứ, 900 triệu hay 1 tỷ hả? Không thể nào có giá như vậy được đâu. Phương quản lý cười khổ nói. La Phong thấy như vậy thì cười thầm. Kỳ thực là lúc cả đội đàm luận, con liệp sắc giả này có thể bán tới 700 triệu, 800 triệu là ổn rồi. Đội trưởng Cao Phong sở dĩ nói như vậy cũng chỉ muốn hù dọa Phương quản lý một chút mà thôi. Lần này khi chúng tôi đánh chết con Ngân Nguyệt hung lang này, đến ngay cả cánh tay của huynh đệ tôi cũng bị cắt đứt rồi. Cao Phong trầm mặt xuống. Ta cũng không nhiều lời với ông nữa, một giá thôi, 800 triệu tiền hoa hạ. Ông đáp ứng thì coi như xong, nếu không thì ta chỉ có thể đi tìm người khác thôi. Lần này ta không tìm bất luận kẻ nào khác cả, tìm thẳng lão Phương ngươi thôi, chính là nể phần giao tình giữa ngươi và ta đó. Phương quản lý nhìn thoáng qua Trương Khoa. Chính xác, cánh tay của Trương Khoa đã gãy rồi. Xem ra Phương quản lý không trả nổi rồi, chúng ta đi thôi. Cao Phong đứng lên, La Phong cũng lập tức thu hồi bộ lông và mấy thứ khác của con Ngân Nguyệt hung lang. 750 triệu đi, giá chót của ta rồi á. Phương quản lý nhíu mày, nói. Cao Phong chẳng nói gì, La Phong cứ lặng lặng thu hồi mọi thứ. Đi. Cao Phong đi thẳng ra ngoài. Cao Phong nào, 750 triệu đã là cái giá cao lắm rồi đó nha. Phương quản lý thấy như vậy thở phì ra một cái, thấy bọn người Cao Phong mở cửa đi ra ngoài, vội gọi một tiếng. Trở lại đây, được rồi, theo giá của cậu ra vậy. Đám La Phong, Cao Phong, Trần Cốc đứng ở phía sau nhìn nhau, lộ ra nụ cười. Làm quản lý việc thu mua vật liệu quái vật trên thương thành Liên minh HR có tới mười mấy người. Trong thương thành Liên minh HR áp dụng chế độ đào thải. Nếu trong một năm mà công trạng ai kém nhất sẽ bị tước tư cách quản lý kinh doanh, tự nhiên có người mới tới thay. Dưới áp lực lớn như vậy, các quản lý kinh doanh tự nhiên phải nghĩ ra biện pháp mua được thật nhiều vật liệu quái vật từ đám võ giả bên kia. Lúc này trong phòng làm việc, bây giờ võ giả các ngươi ai nấy đều quá độc ác mà. Phương quản lý vừa tiến hành chuyển khoản vừa cảm khái, nói. Các quản lý khu vực, thậm chí mấy đại lý, còn có một vài võ giả cũng thu mua vật liệu của võ giả. Dưới sự cạnh tranh này, giá ai cũng phải là tốt nhất, lợi nhuận chúng ta ngày càng thấp đi. Xem các ngươi một hơi đầu 800 triệu như vậy, lão Phương này cũng muốn vào khu hoang dã với quái thú cho rồi đó. Đáng tiếc bộ xương già của ta e rằng đến cả quái thú cấp thú binh cũng chẳng đâu nổi nữa mà. Vừa nói, Phương quản lý vừa tiến hành các loại thủ tục chuyển khoản. Phương quản lý nè, ông lăn lộn nhiều năm như vậy, tài sản cá nhân phỏng chừng cũng không kém đâu ha. Cao Phong cười, nói. May mắn thôi, thỉnh thoảng gặp được khoản to, cũng có thể kiếm chút lời. Phương quản lý khẽ mỉm cười. Cao Phong cười. Khoản này ông tối thiểu lời 8 con số đó. Làm gì nhiều dữ vậy chứ? Phương quản lý lắc đầu. Xong rồi đó, 800 triệu tiền hoa hạ đã chuyển vào tài khoản của tiểu đội võ giả các ngươi rồi đó nha. Cao Phong, Trần Cốc là đội trưởng đội phó, nên đồng hồ thông tin đều nhận được thông báo thay đổi số dư. Thông báo tài khoản đã tăng lên 800 triệu tiền hoa hạ. Được lắm, lão Phương nào, rất sảng khoái đó nha. Cao Phong cười hăng hắc. Sau đợt mua bán lớn lần này, các cậu nên chiếu cố cho tôi một chút đó nha. Phương quản lý cười, nói. Bây giờ người làm quản lý kinh doanh như chúng tôi đây áp lực cũng rất lớn. Nếu có thể lên được chức chủ quản bậc nhất của căn cứ thị, tôi đây sẽ dễ thở hơn đó nha. Cao Phong gật gật đầu. Nhưng quái thú lợi hại thì khó đối phó lắm, huynh đệ ta mất cả cánh tay rồi đó. Phương quản lý lắc đầu cảm thán một tiếng. Mặc dù nói bây giờ trên thế giới cũng có bảo bối làm cho người cụt tay mọc ra, nhưng mà giá của nó đắt dữ lắm, võ giả bình thường có mơ cũng không dám mơ nổi đâu. Cụt tay mà mọc lại được hả? Đầu óc của La Phong choáng váng. Lúc vừa trở thành võ giả, La Phong vào mạng thương thành từng tra tìm một vài dược vật kỳ lạ. Những thứ có thể làm cho cụt tay, gãy chân mọc ra được thì căn bản không thể tìm được. La Phong vẫn luôn nghĩ rằng không tồn tại cái loại thuốc này. Có loại thuốc này hả? Cao Phong cũng kinh hô. Phương quản lý nè, đó là thứ gì vậy? Gãy chân có thể mọc lại không vậy? La Phong cũng kích động truy vấn. Trời ơi, đệ tàn phế nhiều năm qua, nếu có thể làm cho đệ đứng lên được, mình có liều mạng cũng đáng mà. Có, đó chính là nước sinh mệnh trong truyền thuyết. Đừng nói cụt tay hay gãy chân, ngay cả nửa người bị đứt cũng có thể mọc ra lại nữa kìa. Phương quản lý cảm khái, nói. Nhưng mà thứ đó phải dùng vật liệu chủ yếu từ tinh phách của một tồn tại trên cả cấp lãnh chủ. Quái thú vương cấp vô địch, Long Dương mới chế ra được. Trên toàn thế giới này có được mấy con Long Dương đâu chứ. Do đó mỗi một giọt nước sinh mạng đó đều có giá trên trời, hơn nữa còn rất hiếm cả. Mạng thương thành căn bản là không có bán đâu. Liên minh chúng tôi cũng không trữ cái loại hàng này. Bây giờ giá cả đã đạt tới con số 30 tỷ tiền hoa hạ một giọt rồi. Hơn nữa cung cũng không đủ cầu. 300 tỷ một giọt hả? Cung không đủ cầu sao? Tim La Phong đập nhanh hơn. Vừa nghĩ tới đệ ngồi trên ghế lăn xuyên qua cửa sổ, lặng lẽ nhìn cảnh sắc bên ngoài, La Phong không khỏi siết chặt đôi tay. Bất luận như thế nào, mình nhất định phải làm cho đệ có thể đứng lên. Nhất định phải như vậy. Nhưng La Phong hiểu rất rõ, muốn kiếm được 30 tỷ là điều khó khăn bao nhiêu. Một con quái thú cấp lãnh chủ sơ cấp khá yếu, có thể bán được 500 triệu tiền Trung Quốc. Cho dù một mình hắn săn giết, một năm giết 10 con cấp lãnh chủ, phỏng chừng cũng chỉ kiếm được có 5-6 tỷ. Phải biết rằng quái thú cấp lãnh chủ, ngay cả cường giả cấp chiến thần muốn săn giết cũng gặp khó khăn rất lớn nữa mà. Một năm kiếm được 5-6 tỷ, ngay cả cường giả cấp chiến thần cũng đã là mức kha khá rồi. Cho dù là như vậy cũng phải khổ cực 6-7 năm. Huống chi hiện giờ bây giờ hắn căn bản không phải là cường giả cấp chiến thần. Lần này có thể nhờ vận khí tốt chạm mặt con liệp sắc giả đã trọng thương. Nhưng sao có thể lần nào cũng có vận khí tốt như vậy được chứ? Kiếm được 30 tỷ tiền Trung Quốc, mặc dù khó, nhưng mình là tinh thần niệm sư, vì phương diện tiềm lực, nếu cố gắng thì tuyệt nhiên không phải là không làm được rồi. Nhưng muốn đánh chết địa Long Dương thì... La Phong thầm cười khổ. Cấp lãnh chúa đã rất đáng sợ rồi, còn mấy con vương cấp vượt qua cả cấp lãnh chủ, sợ rằng là quái thú đỉnh cao nhất cả trên địa cầu. Còn trong nhân loại, những tồn tại vượt qua cấp chiến thần cũng chỉ có vài người như đệ nhất cường giả thế giới Hồng và đệ nhị cường giả thế giới Lôi Thần. Nhưng những tồn tại như thế này cực kỳ hiếm. Muốn giết địa Long Vương sao? Cho dù là cường giả nhân loại đỉnh cao trên địa cầu cũng không dám nói nắm chắc 10 phần. Đức sinh mệnh sao? Đội trưởng à, đợi ngày nào đó mấy người các ngươi trở thành đệ nhất cường giả thế giới Hồng á, thì cho chút tiền giặt để huynh đệ ta mua một giọt nước sinh mệnh là được rồi. Trương Khoa cười hà hà nói. Các đội viên tiểu đội hỏa chùy không khỏi đều cười phá lên. Đạt tới cấp độ của Hồng sao? Có thể sánh vai với một quân đội chính phủ. Người như vậy, 30 tỷ đối với họ quả thực đúng là tiền vặt. Nhưng mà trên thế giới có được mấy người có thể đạt tới cấp độ đó chứ? Đi thôi, chúng ta ăn cơm thôi. Cao Phong cười, nói. Lầu 3 thương thành Liên minh HR, giữa một phòng ăn, trên bàn bày la liệt những món ăn, các đội viên tiểu đội hỏa chùy đều tụ tập ở một góc phòng nơi có một cái bàn nối mạng. Đội trưởng Cao Phong nhanh chóng thông qua vân tay kiểm tra, vượt qua 3 lớp mật mã, gã vào tài khoản chung của tiểu đội hỏa chùy. 800 triệu, dựa theo lúc trước đã nói, lần này săn được con liệp sát giả này thì từ đầu tới đuôi toàn bộ là công lao của La Phong. Do đó La Phong được chia 8 phần, chúng ta 5 người chia 2 thành còn lại, không dị nghị gì chứ? Cao Phong nhìn về phía đám người, mỗi người gật đầu, La Phong cũng cười. Các loại quy tắc phân phối của tiểu đội vũ giả đều muốn cho các đội viên có cạnh tranh, nhưng cũng tính tới việc phải đoàn kết nữa. La Phong được chia 640 triệu, còn mỗi người chúng ta nhận được 32 triệu. Cao Phong nhanh chóng tiến hành chuyển khoản. Từng hồi tin nhắn vang lên, những số tiền liên tiếp xuất hiện. La Phong cũng cúi đầu nhìn xuống đồng hồ thông tin của mình. Trên đồng hồ thông tin báo đã nhận được thông báo thay đổi số dư. Số dư của mình tăng lên 640 triệu. Bạn tiệc hôm nay, La Phong mời khách ngờ. Cao Phong cười to. Đúng vậy, chúng ta phải làm thịt cái tên thổ hào này đó. Trần Cốc cũng một bộ tức giận bất bình. Mẹ kiếm đấy chứ, lần này sắp vượt qua cả thu nhập mà ta đây kiếm được bao nhiêu năm nay rồi, rõ là làm cho người ta đố kỵ mà. Các đội viên tiểu đội hỏa chùy tùy ý đàm tiếu, ăn uống nhồm nhoàm, rất thoải mái. Mỗi một lần từ khu hoang dã ra, kỳ thực đều là ra khỏi bờ vực tử vong. Ở khu hoang dã, đặc biệt là khi tiến vào những khu thành thị đổ nát, mỗi lần đều là nơm nớp lo sợ. Ở những thành thị đó không ai dám lơi lỏng, dù sao ở thành thị có rất nhiều quái thú và quái thú cấp thú tướng. Nè, vô uống nè, tới đây, huynh đệ chúng ta cạn một chén nè. À, thống khoái mà. Lão Trương nè, huynh đệ chúng ta đã 10 năm rồi đó. Trên chiến trường, ngươi không biết đã từng cứu ta bao nhiêu lần, không nói nhiều nữa. Nào, làm một chén đi. Lần này Trương Khoa sắp thoái suất rồi, làm mọi người hơi sầu não. Đồng thời cũng vì có tinh thần niệm sư La Phong gia nhập, làm cho mọi người tràn ngập hy vọng về tương lai. Tâm tình mọi người đều rất phức tạp, do đó đều uống rượu nói chuyện thoải mái. Ăn đến lúc hơn 9 giờ tối, đám người mới vào một cái quán trà bên cạnh tìm phòng bao riêng nghỉ ngơi. Trong phòng bao riêng, trước mặt mỗi người có một cái chén trà xanh. Trương Khoa sau này sẽ vào vũ quán làm chức giáo quan rồi. Cao Phong nhìn quanh. Tiểu đội hỏa chùy chúng ta sau này chỉ còn có 5 người. Ta, La Phong, Trần Cốc, Ngụy Thiết, Ngụy Thanh. Còn La Phong là tinh thần niệm sư, bây giờ thực lực đã mạnh hơn ta rồi. Tốc độ tiến bộ sau này khẳng định càng kinh người hơn. La Phong mạnh, không ai mất hứng cả. Một cường giả trong đội, tỷ lệ sinh tồn của đội sẽ rất cao. Đội ngũ săn giết quái thú càng dễ dàng hơn, kiếm tiền cũng nhiều hơn nữa. Tỷ như lần này, nếu không phải nhờ La Phong giết chết liệp sát giả, những người khác trong đội sao có được 3.200 vạn chứ? Mặc dù La Phong ăn thịt, họ chỉ là uống canh, nhưng mà chén canh này so với lúc trước họ tưng tưng khổ khổ săn giết quái thú, cấp thú tướng thì thấm khá hơn nhiều. Là chú thích nha, không hiểu sao cái bộ truyện này mấy con số nó nói cứ... Nó không có thống nhất, nó không có đồng nhất, nói nó lúc thì 32.000 vạn, lúc thì 32 triệu. Mặc dù thì nó bằng nhau đó, nhưng mà nó không thống nhất, nhiều khi dễ bị lộn. Rồi, tiếp tục nha. Nhưng trong 5 người chúng ta, La Phong là mạnh nhất. Ta nghĩ mọi người chúng ta không thể làm vướng chân La Phong. Cao Phong mở lời, Ngụy Thanh, Ngụy Thiết sắc mặt hơi đổi. Hai người họ đều là chiến sĩ cao cấp, đích xác xem như vật cản trở. Đội trưởng, đệ cũng chỉ là một người mới mà thôi. La Phong không kìm được mà nói. La Phong, ta không phải có ý này. Cao Phong mỉm cười. Ngụy Thiết, Ngụy Thanh, huynh đệ các ngươi cũng đừng nghĩ quá nhiều. Ý của ta là đội ngũ chúng ta sau này phải đặt mục tiêu giết quái thú cao hơn một chút. Do đó mục tiêu đầu tiên của tiểu đội hỏa trụy chúng ta, tất cả đội viên đều trở thành cấp chiến tướng nha. Đội trưởng, Ngụy Thiết không kìm được mở lời. Ta và đệ đệ của ta vẫn còn một chút nữa mới đạt cấp chiến tướng. Việc này ta biết chứ. Cao Phong tự tin cười, nói. Ta có một ý nghĩ nè, các ngươi xem có được không nha. La Phong gật gật đầu. Ba người Ngụy Thiết, Ngụy Thanh, Trần Cốc cũng đều lắng tai nghe. Ngụy Thiết, Ngụy Thanh, Trần Cốc, ba người các ngươi mỗi người mua một phần cơ nhân dược tề cấp A. Cao Phong nói. Làm như vậy chỉ luận về tố chất thân thể, Ngụy Thiết, Ngụy Thanh các ngươi đều có thể tiến thẳng vào cấp chiến tướng sơ cấp. Còn sức mạnh, tốc độ của Trần Cốc cũng sẽ tăng lên rất nhiều, gần như cấp chiến tướng vậy. La Phong khẽ câu mày. Bây giờ cơ nhân dược chủ yếu chia làm cấp A và cấp B. Nếu như người thường phục dụng cấp B sẽ làm cho người thường có thể trở thành vũ giả. Nhưng dựa vào cơ nhân dược tề này mà trở thành vũ giả, thực lực sau này cũng sẽ rất bình thường. Cơ nhân dược tề là cho cấp A cho võ giả phục dụng. Phục dụng xong, thực lực bình thường có thể tăng lên vài lần. Đương nhiên nếu bản thân thực lực rất mạnh, hiệu quả cơ nhân dược tề cũng sẽ giảm xuống. Nhưng một phần cơ nhân dược tề cấp A, cho dù mua nửa giá ở cực hạn vũ quán, cũng phải mất 360 triệu tiền Trung Quốc. Đội trưởng, tiền mà mấy năm qua tôi kiếm được, cộng thu hoạch cả ngày hôm nay nữa, cũng chỉ có 430 triệu thôi. Ngụy Thiết nhíu mày, nói. Với tốc độ tiến bộ của ta, đạt tới cấp chiến tướng sơ cấp cơ hội là cực hạn của ta rồi. Tương lai ta kiếm tiền có hạn, thoáng cái phải bỏ ra nhiều tiền như vậy. Sau này ta thoái xuất, trong tay còn lại được bao nhiêu chứ? Phàm là con người thì phải biết nghĩ về tương lai. Tiền không phải dễ kiếm, phấn đấu vài chục năm mới kiếm được 430 triệu. Hơn nữa cũng lớn tuổi rồi, thoáng cái bỏ cả 100 triệu đi mua thuốc sen hả? Phấn đấu bao nhiêu năm qua không phải là ném đi cả hay sao? Đội trưởng, ta dùng vũ khí nóng tốn tiền lắm, thoáng cái phải bỏ cả 36 triệu. Trần Cốc cũng hơi chần chờ. Yên tâm đi. Cao Phong mỉm cười. Mua cơ nhân dược tệ cấp A không cần nhiều tiền như vậy đâu. Năm ta vừa mới trở thành vũ giả, lúc đó ta là một người mới. Khi đó tiểu đội vũ giả ta gia nhập có một huynh đệ sinh tử. Bây giờ vị huynh đệ sinh tử của ta đã là chiến tướng cấp cao rồi. Hẳn có đường, chỉ cần 200 triệu là có thể được một phần cơ nhân dược tệ rồi. 200 triệu? Ngụy Thiết, Ngụy Thanh, Trần Cốc chấn động. La Phong cũng kinh ngạc đến ngây người. Mạng thương thành của gia đình cực hạn bình thường nửa giá tiền cơ hội là thấp nhất trên thị trường rồi. Mà nửa giá tiền là 360 triệu. Cao Phong lại có đường chỉ cần bỏ 200 triệu là có thể mua được rồi sao? Ta trước đầu ủy thác cho hảo huynh đệ của ta đi mua rồi. Mua xong các cậu trả tiền cho ta, đổi lấy một phần cơ nhân dược tề. Các người cứ tin tưởng ở ta đi. Cao Phong cười. Kỳ thực còn có những thứ khác mà gã không nói. Đó là chỉ có những thành viên trong tổ chức huynh đệ mới được mua với giá đặc biệt ưu đãi này. Còn để phòng ngừa thành viên buôn bán, nếu mua nhiều thì nội bộ tổ chức cũng sẽ giới hạn. Nhưng Cao Phong tình nguyện để mình bỏ ra nhiều hơn, cũng không muốn để cho đám Trần Cốc, Ngụy Thiết, Ngụy Thanh bỏ nhiều tiền. Dù sao nói về của cải, gã có nhiều hơn những thành viên khác trong đội nhiều. Sau này cả tiểu đội chúng ta toàn bộ đều là cấp chiến tướng đó. Cao Phong mỉm cười. Trần Cốc phụ trách hỏa lực áp chế, Ngụy Thiết, Ngụy Thanh phụ trách quét dọn quái thú cấp thú binh bình thường. Ta và La Phong chuyên tâm đối phó với quái thú cấp thú tướng. Với hiệu suất của tiểu đội chúng ta, tuyệt đối có thể giết chết vô số quái thú cấp thú tướng. Sau này tốc độ kiếm tiền sẽ gấp 10 lúc trước, thậm chí còn cao hơn nữa kìa. Nghe như vậy trong lòng La Phong không khỏi vui vẻ. Dựa theo Cao Phong nói, tương lai tiểu đội hỏa chùy sẽ trở thành tinh anh tuyệt đối. Toàn đội là cấp chiến tướng, hơn nữa mình là tinh thần niệm sư, thực lực của tiểu đội quả thực là kinh khủng mà. Sau khi nghe đội trưởng Cao Phong nói như vậy, ba người Ngụy Thiết, Ngụy Thanh, Trần Cốc mặc dù khiếp sợ con đường mạo hiểm của đội trưởng, nhưng cũng gật đầu đồng ý. Họ cũng hiểu rõ tương lai khi thực lực tiểu đội hỏa chùy mà tăng lên, nếu họ không theo được, vậy tới một thời điểm nhất định sẽ bị đào thải. Sau đó đám người La Phong chia tay, lên đoàn tàu về nhà mình. Dương Châu Thành, tiểu khu Minh Nguyệt. Bây giờ đêm đã khuya, một chiếc ô tô chuyên dụng của cực hạn võ quán không hề bị ngăn trở, chạy thẳng vào giữa tiểu khu. Chiếc xe dừng trước cửa hội quán cực hạn. Lúc này ở cửa hội quán cực hạn đã tụ tập gia đình ba người Trần Cốc, Trương Khoa, La Phong, còn có không ít mấy người như quán trưởng Ô Thông của hội quán cực hạn. La Phong mở cửa xe, liếc mắt đã thấy cha, mẫu thân, còn cả đệ đệ ngồi trên ghế lăn đang chờ mình nữa. Đại ca! La Hoa là người đầu tiên gọi. La Hoa! La Phong ôm chặt cha mẹ cũng ôm đệ đệ. La Phong có thể cảm thấy sự vui vẻ của cha mẹ. Bên cạnh thân nhân Trần Cốc cũng như vậy. Còn Trương Khoa cũng đứng cạnh thân nhân của mình. Chỉ là thê tử và con gái Trương Khoa đều đẫm nước mắt. Mặc dù mọi người đã biết Trương Khoa cụt tay trước rồi, nhưng mà thấy gã như vậy vẫn không khỏi khóc òa lên. Bà xã, con gái ngoan, sau này ta sẽ luôn ở cùng các ngươi, luôn luôn. Mặt Trương Khoa chẳng tỏ rõ thương tâm chút nào cả. Trương ca. La Phong nhìn thoáng qua, lúc trước tiểu đội hổ nha tập kích tiểu đội hỏa chùy, rất có thể vì thù hận giữa mình và Trương Trạch Hổ. Ba vị anh hùng của võ quán chúng ta đã an toàn trở về rồi, bây giờ cũng không còn sớm nữa, mọi người nghỉ ngơi thôi. Quán trưởng Ô Thông cười, nói. Lúc này đám người đều cười hà hà tách ra, La Phong và gia đình cũng đều về nhà. Trở về nhà, La Phong có thể hoàn toàn buông lỏng. Ngày đầu sau khi trở về nhà, La Phong không hề tu luyện, mà là hoàn toàn buông lỏng. Một mình một người mặc đồ luyện công rộng rãi, đi bách bộ thông dong trong tiểu khu. Cả người rất tự tại, từ tinh thần tới thể xác đều hoàn toàn buông lỏng. Buổi chiều mặt trời tháng 9 vẫn rất oi bức. Alo, La Phong hả? Tới hội quán một chuyến nha. Trần Cốc gọi điện thoại tới. Đội trưởng tới rồi. Hả? Đi tới ngay. La Phong lập tức chạy tới hội quán cực hạn. Ở một căn hộ có cửa sổ sát đất, hội quán cực hạn, rèm cửa sổ đã được kéo xuống để ngăn ánh mặt trời chiếu vào. Còn ba người La Phong, Trần Cốc, Cao Phong đang ngồi cùng nhau. La Phong nè, đây là hai thanh phi đao hệ số 9 mà ngươi muốn nè. Cao Phong cười rồi đưa ra. Tổng cộng 45 triệu đó, cái tên thủ hào nhà ngươi á, mau mau gửi tiền trả ta đi. Nếu mà ngươi nguyện ý trả nhiều hơn một chút, cho tiền chạy trọt ta cũng không ngại gì đâu. La Phong lập tức nhận chiếc hộp đóng gói rất tinh xảo. Mở hộp ra, bên trong có hai tầng, phân biệt để hai thanh phi đao, cả chuôi và lưỡi đao đều là màu đen. Lúc trước bọn người Trần Cốc nhờ Cao Phong mua giúp cái thuốc gen cơ nhân dược thủy, thì La Phong cũng nhờ đội trưởng giúp mua hai thanh phi đao hệ số 9. Lúc này đối với La Phong thì một thanh phi đao tốt rất là quan trọng. Bất luận là phi đao hay là vũ khí gì khác, bậc càng cao thì giá càng đắt kinh khủng. Phi đao vì nhỏ, dùng ít tài liệu nên giá mới rẻ. Phi đao hệ số 9 cho dù là quái thú cấp lãnh chủ cao cấp cũng rất khó phá hủy được phi đao hệ số 9 này. Đội trưởng, để chuyển 45 triệu rồi đó. La Phong thông qua điện thoại di động để gửi tiền. Chẳng có một xu tiền công chạy trọt gì hả? Cao Phong cố ý trêu. La Phong nè, bây giờ tiền nhiều như vậy sao không mua chiến đao, một bộ quân phục tác chiến gì đi? Trần Cốc cười hà hà. Gã vừa mới mua được cơ nhân dược thủy, tâm tình rất tốt. La Phong lắc đầu, nói. Phi đao nhẹ, dùng ít tài liệu nên để mới mua được. Chiến đao, rồi quân phục tác chiến các thứ, rồi thanh huyết ảnh đao chiến đao hệ số 9. Toàn giá là 3 tỷ tiền Trung Quốc, một bộ quân phục tác chiến hệ số 9 còn đắt hơn nhiều nữa. Toàn giá tới 12 tỷ tiền Trung Quốc lận. Để đào đâu ra tiền mà mua chứ? Binh khí cấp chiến sĩ, cấp chiến tướng và cấp chiến thần dùng đích xác có giá chênh lệch rất lớn. Nhưng hắn cũng chỉ cần mua phi đao mà thôi. Quân phục tác chiến có thể chống lại quái thú cấp lãnh chủ mà không rách, có đắt hơn cũng không kỳ quái gì. Về phần tố chất thân thể của hắn là chiến sĩ cao cấp, mặc dù có mặc quân phục tác chiến hệ số 9 hay không, nếu bị quái thú cấp lãnh chủ một trảo chụp trúng, cho dù không cạo rách được quân phục tác chiến, nhưng mà luồng lực công kích đó cũng đủ khiến cho ngũ tạng lục phủ của hắn bị chấn thương rồi. Đây chính là ăn mày mặc áo nhà vua cũng không thành thái tử được. Một người thân thể chỉ là cấp chiến sĩ, mặc quân phục tác chiến cấp chiến thần, hoàn toàn lãng phí quân phục tác chiến mà thôi. Quân phục tác chiến đắt hơn phi đao rất nhiều. Cao Phong cười. Là Phong nói có đạo lý đó, quân phục tác chiến hệ số 5 bây giờ của hắn tương đối phù hợp với tố chất thân thể rồi. La Phong nè. Cao Phong mở lời. Dạ. La Phong nhìn về phía đội trưởng. Bây giờ Trần Cốc còn có Ngụy gia hai huynh đệ đều phải phục dụng cơ nhân dược thủy. Muốn cơ nhân dược thủy có hiệu lực và tác dụng rồi hoàn toàn phát huy ra hết, đại khái phải cần thời gian 1 tháng đó. Hơn nữa sau khi thực lực tăng lên, họ cũng phải trải qua tu luyện 1-2 tháng mới thích ứng được sức mạnh cường đại mới đó. Do đó chúng ta có thể phải nghỉ ngơi 2-3 tháng. Sau 2-3 tháng gặp lại nhau ở khu hoang dã. Cao Phong nói. Trần Cốc cũng gật đầu. Để biết rồi. La Phong cười gật đầu. Để cũng nhân cơ hội này tranh thủ tu luyện một phen đi. Lần này tiến vào khu hoang dã để cũng thu hoạch được không nhỏ nha. Trở về tập trung đầu óc suy nghĩ mài dũa thêm đi. Cao Phong cười gật đầu. Đến lúc đó nếu chúng ta muốn gặp mặt, cứ tới khu trung tâm căn cứ thị gặp mặt. Từ nhà ta tới chỗ các ngươi đích xác khá là vòng vèo. Được rồi. La Phong và Trần Cốc đều gật đầu. Khu trung tâm căn cứ thị là trung tâm của cả căn cứ thị, từ các vệ thành khác như Dương Châu Thành tới đó rất là tiện. Tạm biệt đội trưởng xong, La Phong mang theo 2 thanh phi đao về nhà. Đêm hôm đó, phòng luyện võ trong nhà La Phong ở giữa trần phòng luyện võ, có một khối thủy tinh to đại khái dài 1 thước, trong suốt, ánh trăng như nước xuyên qua cửa thủy tinh chiếu vào. La Phong ngồi trong phòng luyện võ, thậm chí còn có thể nhìn xuyên qua thủy tinh, thấy không gian và các vị sao vô tận. 2 thanh phi đao màu đen từ từ vờn quanh bay quanh thân thể của La Phong. Thức hải của mình có viên cầu vàng sậm, viên cầu vàng sậm có vô số tinh thần niệm lực, chỉ là do thân thể mình không đủ mạnh, không chịu nổi quá nhiều tinh thần niệm lực. La Phong trong lòng thầm nghĩ. Bây giờ cái mà mình cần làm là dùng biện pháp nhanh nhất để cao tố chất thân thể. Thân thể của mình càng mạnh, vậy tinh thần niệm lực sẽ tự nhiên mạnh hơn, cho đến lúc một ngày nào đó viên cầu vàng sẫm cạn kiệt rồi biến mất. Lập tức La Phong bắt đầu dựa theo bí tịch Cửu Trọng Lôi Đao cùng với đĩa CD mở thêm video clip, rồi chăm chú khổ tu lên. Thần pháp Lưu Quang, đạo dẫn thuật Cửu Trọng Hùng Nguyên, đạo pháp Lôi Đao. Còn trọng đầu tiên La Phong đã luyện thành lúc ở khu hoang dã rồi. Đêm khuya, La Phong ngồi trong phòng luyện võ, lần lượt hoặc dùng dao chặt, hoặc là liếc qua, hoặc là trảm xuống. Mỗi một lần thi triển đao pháp, La Phong đều dùng phương pháp phát lực sử dụng Cửu Trọng Lôi Đao. Mỗi đao đều ẩn chứa 2 loại kình đạo. Thân thể La Phong cơ bắp mỗi lần sau đó trong nháy mắt bung ra thêm suốt một luồng ám kình. Khi dao chặt xuống, trong nháy mắt phát sinh ra một đạo ám kình. Việc này đè nặng lên xương cốt và cơ bắp tế bào. Mệt. Liên tục luyện đao nửa giờ, La Phong mệt tới có muốn khoanh chân ngồi nghỉ cũng không được. Sự phát lực của Cửu Trọng Lôi Đao kỳ thực hút rất nhiều sức trong thân thể. Luyện đao xong nghỉ ngơi 5 phút, La Phong lại tu luyện tiếp đạo dẫn thuật trong Cửu Trọng Hồn Nguyên. Vốn thân thể mệt nhọc không chịu nổi, lại như một nguồn suối nước nóng, làm cho thân thể La Phong như nhũng ra, rất thoải mái. Sau khi tôi luyện đao pháp và đạo dẫn thuật, cuối cùng La Phong bắt đầu tiến hành phương pháp nguyên thủy nhất. Đến cả vũ giả mạnh nhất thế giới cũng phải tham chiếu về phương pháp tu luyện nguyên năng gen, ngũ tâm hướng thiên. Xoèn xoẹt, La Phong vừa tu luyện đã cảm giác mỗi tế bào trên thân thể, đầu đầu cũng như đói nhiều năm, vừa mới sinh ra nguyên năng gen đã bị chúng điên cuồng nuốt chửng. Lần tu luyện này tốc độ lại tăng thêm một chút. 1 phút, 2 phút, thời gian không ngừng trôi qua, điều này làm La Phong càng giật mình. Rốt cuộc mỗi một tế bào thân thể của mình rốt cuộc cũng bão hòa, giống như ăn bữa đại tiệc, rốt cuộc không còn tế bào nào ăn thêm được nữa. Nguyên năng gen mà mình hấp thu ngày hôm nay gần như gấp đôi so với kỳ trước rồi. La Phong hoàn toàn kinh ngạc. Bí tịch có nói Cửu Trọng Lôi Đao càng tu luyện càng tinh thâm, hấp thu càng nhiều nguyên năng gen, thì ra lại nhiều như vậy sao? La Phong cũng không ngờ lại ghê gớm như vậy. Trong bí tịch cũng chỉ giảng về nguyên lý, người bình thường có khổ luyện ra sao, luyện tập cả người cũng chưa chắc đã được. Những cơ bắp trở nên đau đớn, sinh ra ê ẩm, chỉ là những cơ bắp mệt mỏi. Nhưng trong thân thể trong đó có rất nhiều tế bào, thậm chí còn chưa từng tham gia vào quá trình vận động. Nhưng cửu trọng lôi đao của La Phong khi đã phát lực là trong nháy mắt phát ra ám kình. Loại phương pháp phát lực này kỳ thực chính là phát lực từ cấp độ rất sâu, mỗi tế bào trong thân thể đều tham dự vào đó. Cũng tương tự như người vận động nhiều hơn thì cơm ăn cũng nhiều hơn. Tế bào thân thể tiêu hao nhiều năng lượng, nên lượng cơm ăn cũng tăng lên, có thể ăn được nhiều nguyên năng gen hơn. Mình mới đạt tới trọng thứ nhất thôi, đã hấp thu nguyên năng gen với biên độ cao như vậy rồi. Đạt đến trọng thứ 9 chẳng biết sẽ nhanh ra sao nữa. Chẳng những tu luyện nhanh, uy lực đạo pháp cũng tăng lên kinh người nữa. Chẳng trách có thể trở thành cường giả tuyệt đỉnh trên cả địa cầu, được xưng là tốc độ đệ nhất, thân thể đệ nhất mà. La Phong vô cùng thán phục. Thân thể tiến bộ nhanh đại biểu cho cái gì? Đại biểu cho La Phong có khả năng thừa nhận tinh thần niệm được nhiều hơn. Từ hôm nay trở đi, gần như La Phong mỗi ngày đều huấn luyện cực hạn. Hơn nữa hắn cũng phát hiện phương pháp huấn luyện tốt nhất là tiến hành tập thân pháp lưu quang, đồng thời múa đao. Tốc độ không cần nhanh, nhưng mỗi một bước đao pháp đều phải dụng tâm rất chăm chú. Khi luyện bộ pháp đao pháp đến sức cùng lực kiệt, thì tiến hành tu luyện đạo dẫn thuật. Sau khi tu luyện đạo dẫn thuật, thể lực sẽ khôi phục lại không ít. Rồi lại một lần nữa tiến hành huấn luyện thân pháp, đao pháp, sau đó lại tiến hành luyện đạo dẫn thuật. Cuối cùng mới tiến hành tu luyện nguyên năng gen. Loại phương pháp này có hiệu suất cao nhất, phải mất chừng 6 giờ mới hoàn thành quá trình này. Đây cũng là phương pháp đề cao tố chất thân thể nhanh nhất do La Phong suy nghĩ ra. Kỳ thực, tinh thần niệm sư có vô số tinh thần niệm lực phụ trợ, vốn tiến bộ thân thể cũng rất nhanh. La Phong lại còn tu luyện cả phương pháp tu luyện cửu trọng lôi đao, thuộc loại tiên tiến trên địa cầu, tốc độ tiến bộ càng kinh người hơn. Cơ hồ mỗi ngày La Phong đều tiến bộ, đảo mắt đã trôi qua gần một tháng rồi. La Phong mỗi một đao đều làm cả phòng luyện võ sinh ra những tiếng rít chói tai. Kình phong đụng vào cái vách tường phòng luyện võ tự nhiên tiêu tán. Biệt thự này là cực hạn vũ quán đặc biệt kiến tạo, vách tường phòng luyện võ được xây dựng rất cẩn thận. Hả? Điện thoại của đội trưởng hả? La Phong đi qua một bên tiếp điện thoại. La Phong, cũng hết thời gian một tháng rồi đó. Trần Cốc và cả Ngụy Thiết, Ngụy Thanh đều đã sử dụng cơ nhân dược thủy, thực lực tăng lên rồi. Ta nghĩ chúng ta cũng nên gặp nhau rồi chứ. Cao Phong hỏi qua điện thoại. Bây giờ cường giả đệ nhất của tiểu đội hỏa chùy thực tế là La Phong, còn tương lai thì địa vị La Phong càng được củng cố hơn. Do đó Cao Phong cũng phải hỏi ý kiến La Phong. Được rồi, tất cả mọi người cũng lâu rồi không gặp mà. La Phong cười gật đầu. Một tháng qua, hắn chìm vào si mê tu luyện, nhưng mà quá trình tiến bộ nhanh như chớp này thực sự rất sướng. Được đó, ta thấy nên đi thương thành HR Liên minh đi, bên đó phục vụ rất tốt đó. Cao Phong nói. Cậu nói thử coi, hôm nào thì gặp mặt được. La Phong đột nhiên sực nghĩ ra, hắn nhớ tới câu nói sảng khoái của Từ Hưng. Mấy ngày nữa mình khai giảng rồi, nhưng trong lúc học đại học, vào ngày thứ bảy hàng tuần mình đều sẽ đến đây làm quản lý kinh doanh. Đội trưởng, để thấy chúng ta gặp nhau vào thứ bảy nha. La Phong mở lời. Thứ bảy hả? Ok, thứ bảy nha. Ngày 7 tháng 10 năm 2056, thứ bảy, 5 đội viên tiểu đội hỏa chùy hẹn gặp nhau ở thương thành Liên minh HR. Buổi sáng, một chiếc xe thể thao với những đường cong tuyệt đẹp, tỏa ra một khí tức mê người, từ từ chạy lướt vào quảng trường thương thành Liên minh HR, dừng thẳng trước cửa đại sảnh building HR cao chọc trời. La Phong, Trần Cốc mặc quần áo rất đơn giản xuống xe, được người mở cửa đón vào lầu một đại sảnh. La Phong vừa vào đại sảnh, liếc mắt đã thấy xa xa trên quầy rượu, Từ Hưng mặc đồng phục làm việc áo sơ mi màu trắng, đầy nữ tính, đang mỉm cười với một vài vũ giả. Đột nhiên trong lúc vô tình, nàng thấy có người đi về phía quầy rượu, ngẩng đầu nhìn kỹ, trong mắt Từ Hưng cũng không khỏi lóe lên vẻ kinh hỉ. La Phong. Từ Hưng cười chào. Từ Hưng. La Phong cười rồi tới bên quầy rượu. Cho ta chén trà phổ nhị đi. Được rồi, có thời gian chứ. Bạn học cũ chúng ta tâm sự một chút nha. Từ Hưng hơi chần chờ một chút, rồi cười dặn dò người phục vụ bên cạnh, sau đó rời khỏi quầy rượu, cười nói: Hôm nay bên này cũng không có nhiều khách lắm, không quá bận. Đi thôi, La Phong nè, chúng ta qua bên kia tâm sự đi. Lúc này Trần Cốc đang ngồi ở ghế sofa xa xa, giơ ngón tay cái lên với La Phong. Đi tới một góc an tĩnh, hai người La Phong Từ Hưng cũng ngồi đối diện với nhau. La Phong, lần trước bạn đi khu hoang dã thì trở về lúc nào vậy? Mới vừa về không lâu sao? Từ Hưng lẳng lặng ngồi đó, bưng một cái chén trà. Lá trà màu xanh biếc làm cả chén trà trong suốt cũng nhiễm một chút lục quang. Đã về được mấy ngày rồi, La Phong trả lời. Từ Hưng khẽ mỉm cười, không kìm được cười, nói. Về lâu như vậy rồi mà bạn lại không đến thăm bạn học cũ hả? Có phải là xem thường bạn học cũ không vậy? Mình học 3 năm trong trường trung học, trong số những bạn học cũ cũng chỉ có La Phong là trở thành võ giả thôi. Mình có thể tưởng tượng được sẽ có một ngày La Phong thanh danh đại chấn, mình cũng sẽ khoe với người ngoài chứ. Từ Hưng nè, bây giờ bạn học trường đại học nào vậy? La Phong mở lời hỏi. La Phong, Từ Hưng, hai người cứ ngồi ở đó tùy ý tán gẫu, đàm luận tình hình cuộc sống của nhau bây giờ. Mặc dù La Phong yêu thầm Từ Hưng cũng biết La Phong thích mình, nhưng hai người đều không hề muốn tiến thêm một bước, chỉ nói chuyện bâng quơ như vậy thôi. Nhìn như nói chuyện phím, nhưng La Phong cũng thực ra đã thỏa mãn rồi. Lúc này từ cửa thang máy chợt đi ra một thanh niên mặc áo sơ mi màu đen, quần tây màu đen. Gã liếc nhìn đã thấy hai người Từ Hưng, La Phong ở góc quầy rượu. Tiểu Hưng đang nói chuyện phím với ai vậy? Thanh niên đó nhíu mày nhìn lại. Hình như là La Phong, một trong ba học viên cao cấp học cùng trường trung học với Tiểu Hưng sao? Đối với ngôi trường trung học mà Từ Hưng học, gã hiểu rất rõ. Còn mấy người có danh khí khá lớn như La Phong, Trương Hạo Bạch, gã cũng đã từng đọc tư liệu rồi. Thanh niên lộ ra nụ cười lạnh. Mấy hôm trước lúc ăn cơm ở nhà, Tiểu Hưng còn nhắc tới La Phong, thì ra hai người bọn họ vẫn còn liên lạc. Thanh niên đó đi đến cạnh quầy rượu, lặng lẽ ngồi xuống. Lúc này La Phong cảm thấy mình và Từ Hưng nói chuyện rất vui vẻ. Rồi quầy rượu bên kia tựa hồ có người gọi Từ Hưng. Từ Hưng đứng lên áy náy nói. La Phong xin lỗi nha, mình bận một chút rồi. Không có gì đâu. La Phong cười. Tiểu Hưng, vị này là bằng hữu của em hả? Lúc này có một tiếng đàn ông chợt vang lên. La Phong quay đầu thấy một thanh niên tướng mạo tuấn lãng, hơi có nét giống Từ Hưng đang đứng bên cạnh. Gã cười nhìn về phía Từ Hưng, lại mỉm cười nhìn về phía La Phong. Từ Hưng kinh hỉ, nói. Anh, hôm nay anh cũng tới Thương Thành hả? Đây là bạn học cũ của em, La Phong. Anh, em bận một chút rồi, anh có thể tiếp chuyện với La Phong được chứ? Được thôi. Thanh niên cười gật đầu, quay đầu nhìn về phía của La Phong. La Phong, xin chào, tự giới thiệu một chút, tôi là anh trai của Từ Hưng, Từ Cương. Anh trai? Nếu mình có thể theo đuổi được Từ Hưng, vậy không phải đây chính là anh rể hay sao? Xin chào. La Phong cũng đứng lên bắt tay đối phương. Từ Cương ngồi xuống. Tôi sớm nghe nói về đại danh của La Phong rồi. Em gái tôi lúc còn học ở trường trung học á, nghe nói lúc đó tổng cộng mới có 3 học viên cao cấp của võ quán, mà cậu lại là một người trong số đó đó. Hơn nữa tôi còn nghe em gái tôi nói, cậu bây giờ đã là võ giả chính thức rồi hả? La Phong cười gật đầu. Rõ là tài ba mà, võ giả 18 tuổi tròn. Từ Cương tán thưởng một tiếng rồi cười. Em gái tôi lúc còn ở trường có phải rất kém cỏi không vậy? Cũng rất kém đó, không ai có thể nhìn ra là nhà nàng có tiền cả. La Phong cũng cười phá lên. Từ Hưng lúc trước đích xác là một cô gái mộc mạc lặng lẽ. Từ Cương chợt nở nụ cười. Kỳ thực cũng vì ông nội của ta lo rằng đại tiểu thư trong nhà bị nuông chiều quá, do đó lúc trước thực sự bắt muội muội học trường trung học bình thường thôi, mà không phải là trường quý tộc gì, để cho nàng cảm thụ cuộc sống với quần chúng bình thường một chút. Bây giờ xem ra em gái tôi có biểu hiện rất khá ha. La Phong nhíu mày. Đại tiểu thư gia tộc, Từ Hưng là đại tiểu thư của Từ gia sao? Mình sớm nên biết chứ. Muội muội không nói với cậu về tình huống trong nhà sao? Từ Cương nghi hoặc hỏi. Không nói, nhưng mà tôi biết chứ, Từ gia mà. La Phong mỉm cười rất bình tĩnh. Đây là một trong 12 đại gia tộc tập đoàn tài chính quốc nội tham gia lập ra Liên minh HR. La Phong đã cảm giác được thâm ý ẩn chứa trong lời nói của Từ Cương. Từ Cương không chủ động nói, thực sự thông qua chủ đề khác mà dẫn dắt câu chuyện. Từ Hưng là đại tiểu thư Từ gia. À, thì ra cậu đã biết rồi. Từ Cương cảm khái nói. Kỳ thực đại gia tộc cũng có phiền não của đại gia tộc. Tỉ như việc hôn nhân đại sự có đôi khi không thể mình mong muốn được đâu. Giống như em gái của tôi bây giờ, không ít thanh niên xuất sắc theo đuổi. Tỉ như Dương Hưng Bình ở Kinh Đô Thành, còn có võ giả cấp chiến tướng trung cấp năm nay 21 tuổi ở Giang Nam Thành, tên là Quách Hải. La Phong giật mình. Người khác theo đuổi Từ Hưng sao? À, tình Quách Hải đó thật là mặt dày mà. Từ Cương lắc đầu rủa. Không phải chỉ là một võ giả cấp chiến tướng thôi sao? Hắn thật sự nghĩ rằng hắn là cái thứ gì chứ? Từ gia tôi có vị trí cực cao trên thế giới này, sao có thể dễ dàng gả đại tiểu thư của gia tộc cho một võ giả ăn bữa hôm lo bữa mai được chứ? Không chừng ngày nào đó đã chết bờ chết bụi ở ngoài khu hoang dã rồi. La Phong nhướng mày. La Phong nè, cậu có thấy tôi nói đúng không vậy? Võ giả hành tẩu bên bờ sinh tử, không biết khi nào thì chết. Gia tộc tôi sao có thể gả đại tiểu thư trong gia tộc của mình cho võ giả được chứ? Có đúng hay không vậy? Từ Cương cười hỏi, vừa thấy vẻ mặt La Phong, gã vội cười, nói. À, cậu đừng có nghĩ nhiều nha, tôi không cố ý nói cậu đâu. La Phong cảm thấy rất giận, không nói hắn sao? Tên Từ Cương này cái gì không nói, lại nói cái đề tài này, rõ ràng là nói cho hắn biết. Đại tiểu thư Từ gia nhà gã không thể kết hôn với một võ giả không biết khi nào thì chết. Do đó La Phong ngươi cũng đừng có mà tự mình đa tình nữa. Kỳ thật, Từ Cương cảm khái. Khi so sánh, tôi có điều khoái cái tên Dương Hưng Bình hơn. Dương Hưng Bình là đại thiếu gia của hệ chính, thuộc Dương gia ở Kinh Đô Thành. Dương gia có của cải rất là lớn, mỗi ngày chỉ cần phát ra mệnh lệnh đã có thể làm không ít võ giả lao tới cống hiến sức lực rồi. Còn mình thì không cần phải mạo hiểm sinh tử làm gì cả. Người làm anh đương nhiên hy vọng em gái của mình có thể có được một cuộc sống an ổn rồi. Từ Cương cảm thán một tiếng. So với võ giả thì đại thiếu gia của một gia tộc lớn có nhiều của cải á, nếu cưới muội muội của ta mới được xem như là môn đăng hộ đối chứ. Võ giả sao? Đối với những gia tộc nhất đẳng như Dương gia và Từ gia ta, có ai mà dưới trướng không có hàng đám võ giả cấp chiến tướng chứ? Chứ đừng nói tới hàng hà sa số võ giả cấp chiến sĩ. Từ Cương lắc đầu cười. Trong ngữ khí Từ Cương hiển nhiên coi thường võ giả, gã càng khinh thường võ giả cấp chiến sĩ hơn nữa. Gã có tiền. Liên minh HR, một trong 12 đại gia tộc tập đoàn tài chính Hoa Hạ Quốc, đích xác khống chế vô số võ giả cấp chiến tướng, thậm chí rất nhiều võ giả cấp chiến sĩ. La Phong! Từ xa có tiếng gọi lại. Thấy đội trưởng Cao Phong, Ngụy Gia huynh đệ đã tới, đang ngồi cùng Trần Cốc. La Phong cười chào. Đội trưởng, em tới ngay đây. Từ Cương, Từ thiếu gia. La Phong cười nhìn Từ Cương. Sao vậy? Từ Cương khẽ mỉm cười. Kỳ thực lúc trước nói nhiều như vậy, Từ Cương tin rằng đối phương hẳn phải rất minh bạch ý mình. Gia tộc của gã đến cả vũ giả mới 21 tuổi đã là chiến tướng trung cấp cũng không coi trọng. Mà La Phong ngươi, một người vừa mới thành võ giả nên tự mình hiểu lấy một chút đi, đừng làm tới phiền muội muội của nhà ta. Từ Cương, Từ thiếu gia nè, Từ gia các anh quả là lợi hại nha, có thể khống chế một đám võ giả cấp chiến tướng đó. La Phong mỉm cười, nói. Nhưng mà không biết Từ gia các ngươi có thể là một chiến thần cường giả, muốn gọi tới là gọi, muốn đuổi đi là đuổi không vậy? Từ Cương giật mình. Chiến thần cường giả sao? Giang Nam Thành có bao nhiêu người, Từ gia nhà gã cũng có cường giả cấp chiến thần. Nhưng cũng là vì Từ gia nhà gã bỏ vô số tiền bạc, dùng các hình thức giao tình lôi kéo đối phương mà thôi. Không biết Từ gia các anh có gặp mặt những nhân vật vượt qua cả cấp chiến thần chưa vậy? La Phong lại hỏi. Từ Cương sắc mặt rất khó coi. Tồn tại vượt qua cả cấp chiến thần là bọn người đệ nhất cường giả thế giới hồng. Đó là những tồn tại ngang hàng với một quân đội quốc gia. Gã chỉ là một tập đoàn tài chính gia tộc, cho dù muốn gặp đệ nhất cường giả đứng trên đỉnh cao thế giới cũng không có tư cách gì, chứ đừng nói so được với cường giả bậc này. So với tồn tại đỉnh cao như hùng, lôi thần, Từ gia chỉ là một con kiến mà thôi. Từ Cương, Từ thiếu gia nè, chúng ta cũng coi như bằng hữu, ta nhắc ngươi một câu nha, đừng xem thường võ giả. La Phong nhìn Từ Cương. Từ Cương không nể mặt mình hà tất phải nể tình đối phương chứ. Nói xong thì La Phong quay đầu bước đi. Trong đại sảnh, mấy điều hòa không khí rất mát, tiếng nhạc nhu hòa như khe nước chảy, nhưng trong lòng La Phong lại đang như bốc lửa. Những gia tộc nhất đẳng như Dương gia và Từ gia chúng tôi, có gia tộc nào mà dưới trướng không có một đám võ giả cấp chiến tướng chứ? Chứ đừng nói là hàng hà sa số võ giả cấp chiến sĩ. Lời nói của Từ Cương không ngừng vang vọng trong đầu La Phong. Từ Cương, ngươi nói nhiều như vậy không phải muốn cho ta biết khó mà lui, không theo đuổi muội muội của ngươi sao? Yên tâm đi, La Phong ta đời này nhất định sẽ bước trên đỉnh cao vũ giả, cường giả mà quân đội chính phủ cũng phải đối đãi ngang hàng. Đến lúc đó ta muốn cho Từ gia ngươi tươi cười mà nghênh đón ta tới Từ gia của ngươi. Ánh mắt của La Phong trở nên lạnh buốt. Hắn đương nhiên muốn theo đuổi Từ Hưng, nhưng hắn còn muốn Từ gia phải tươi cười mà hoan nghênh, cúi đầu nhiệt tình tiếp đãi mình. Võ giả mới là sức mạnh cao nhất trên thế giới này. Tập đoàn tài chính gia tộc gì chứ, trước mặt võ giả cường đại nhất cũng chỉ là thứ cặn bã mà thôi. Lúc này, buổi sáng ngày 7 tháng 10 năm 2056, La Phong và Từ Cương lần đầu tiên tiếp xúc, khiến dã tâm của La Phong suốt cuộc bắt đầu nảy nở. Lúc này Từ Cương ở phía sau, đưa mắt dõi theo La Phong đang rời đi. Từ Cương nhấc chén rượu trong tay uống một hớp, thầm nói: La Phong, ta nói với ngươi nhiều rồi, cũng rất uyển chuyển, đã là nể mặt ngươi rồi đó. Hy vọng ngươi tự mình hiểu lấy. Nếu tương lai ngươi còn tiếp tục dây dưa với muội muội của ta, đừng trách ta vận dụng thủ đoạn đó. Từ Cương cười, uống sạch một hơi toàn bộ rượu trong chén. Tiểu Hưng, anh có việc phải đi trước đây. Từ Cương nói với Từ Hưng một tiếng ở quầy rượu rồi rời khỏi đại sảnh. Lầu 3, Thương thành Liên minh HR, trong phòng bao riêng của một trà thất. La Phong nè! Trần Cốc cười, nói: Lúc nãy cô Từ Hưng hàn huyên với ngươi lâu như vậy, theo ta thấy tiểu cô nương đó cũng hơi có tình cảm với ngươi rồi đó. Ngươi muốn theo đuổi nàng thì cũng không khó lắm đâu nha. Hơn nữa sau đó, cái tình anh của Từ Hưng lại nói chuyện với ngươi lâu như vậy, chẳng lẽ là vì hắn vừa ý với đứa em rể này rồi sao? Vừa ý em rể sao? La Phong phì cười. Trần ca này không nghe được mấy lời của tên Từ Cương đó nói mà. Đừng nói bậy mà, chủ yếu trước kia là vì Từ Hưng là bạn học cũ của đệ. La Phong cười. Cao Phong không kìm được cười, nói: Đã là bạn học cũ, vậy thì còn dễ theo đuổi hơn nữa. Ngươi không thấy sao, bây giờ vợ chồng kết hôn có biết bao nhiêu người trước đây là bạn học cũ chứ. Đúng vậy đó, La Phong, cố lên. Ngụy Thiết cũng sợ thiên hạ bất loạn, cười hăng hắc. Cô nương Từ Hưng này rất khá đó, đám võ giả không ít người tán dương nữ quản lý. Mỗi thứ bảy hàng tuần ở quầy rượu của địa hạ liên minh tại đại sảnh lầu 1, cả đám sắc lang đều muốn chơi đùa với nữ quản lý kinh doanh đó đó. Chỉ là khi chúng điều tra được bối cảnh của Từ Hưng không nhỏ nên không dám xuống tay thôi. La Phong cười. Chơi đùa đại tiểu thư Từ gia hả? Ai dám ôm ý nghĩ như vậy chứ, có chết cũng e rằng không biết vì sao mình chết nữa. Được rồi đội trưởng nè, đừng có nói tới việc này nữa. La Phong cười. Nên nói chuyện chính sự thôi. Cao Phong cười. Nè, ba người các cậu, nói xem, hiện tại tố chất thân thể của các cậu đã đạt tới trình độ gì rồi? Ngụy Thiết buông chén trà, mở lời, nói. Đội trưởng nè, bây giờ sức đánh một quyền của tôi chừng 9.650kg, tốc độ 102m một giây, kiểm tra phản ứng thần kinh đạt cấp chiến tướng sơ cấp hợp lệ rồi. Xem như bước vào cấp chiến tướng sơ cấp rồi. Cao Phong gật đầu. Đội trưởng! Ngụy Thanh cũng nói. Lực quyền của tôi là chừng 9.510kg, tốc độ 106m mỗi giây, kiểm tra phản ứng thần kinh đạt cấp chiến tướng sơ cấp hợp lệ. Cao Phong và La Phong đều khẽ gật đầu. Tới tôi! Trần Cốc cười hăng hắc. Lực quyền của tôi là chừng 7.100kg, tốc độ 81m một giây, kiểm tra phản ứng thần kinh đạt cấp chiến tướng sơ cấp xuất sắc nha. Trời ơi, phản ứng thần kinh của Trần ca thiệt nhanh nha. La Phong không kìm được tán thưởng một tiếng. Cao Phong cười, nói. Hắn chơi súng mà, phản ứng thần kinh vốn đã rất nhanh rồi. Lần này phục dụng cơ nhân dược thủy, phản ứng thần kinh còn nhanh hơn nữa. Xem ra có thể sử dụng súng nhanh hơn rồi. Một vũ giả khí nóng, phản ứng thần kinh có thể đạt tới chiến tướng sơ cấp đã rất hiếm thấy rồi. Chứ đừng nói phản ứng thần kinh của Trần Cốc đạt chiến tướng sơ cấp xuất sắc. Được lắm. Ba người các cậu nói tóm lại, phục dụng cơ nhân dược thủy xong hiệu quả rất tốt đó. Cao Phong nhìn về phía Ngụy Thiết, Ngụy Thanh. Ngụy Thiết nè, anh em các cậu cũng phải tiếp tục cố gắng nha. Mặc dù đã qua 1 tháng rồi, nhưng hiệu quả cơ nhân dược thủy còn chưa hoàn toàn biến mất đâu. Các cậu phải cố gắng tu luyện để còn có thể khai thác thêm một chút nữa chứ. Hiểu rồi. Ngụy Thiết, Ngụy Thanh cùng gật đầu. Cao Phong nhìn về phía Trần Cốc. Lão Trần nè, súng máy của cậu cũng nên thay đổi đi. Trần Cốc gật đầu. Vũ khí nóng của Trần Cốc là một cây súng máy và một cây súng bắn tỉa hạng nặng. Tốc độ nhanh nhất của súng máy là 1 phút 300 phát, bình quân 1 giây 5 phát đạn. Với tốc độ phản ứng của Trần Cốc lúc trước, có thể 1 giây bắn ra 5 phát đạn, có 4 phát có thể bắn trúng 4 đầu con quái thú, còn phát cuối cùng cũng có thể bắn trúng thân thể của con quái thú. Nói cách khác, bắn súng máy đối với Trần Cốc thì căn bản bằng với việc bắn tỉa. Phản ứng thần kinh quả là tốc độ cực kỳ đáng sợ. Tốc độ phản ứng của Trần Cốc nhanh gấp 100.000 lần so với mọi người trước thời kỳ Đại Niết Bàn. Có thể đạt tới bước này cũng không có gì lạ cả. Thời đại bây giờ cũng có nhiều súng máy có tốc độ bắn 1 phút 7-8.000 phát, thậm chí trên vạn phát, nhưng hiệu suất sử dụng quá thấp. Bởi giờ tốc độ phản ứng của Trần Cốc với loại súng 1 giây bắn ra 10 phát đạn, gã có thể khống chế 10 phát bắn trúng 10 đầu quái thú. Đây là hiệu suất sử dụng. Lão Trần mua súng xong, cố sử dụng thuần thục, suy nghĩ nhiều về tính chất của súng nữa. Cao Phong mỉm cười gật đầu. Huynh đệ Ngụy Thiết nè, các cậu nên ở nhà lo tôi luyện đi. Mặc dù tố chất thân thể đã đề cao rồi, nhưng các cậu tận lực chuyển hóa tố chất thân thể thành sức chiến đấu cường đại, tận lực lợi dụng từng phần sức mạnh nhỏ một. Yên tâm đi, đội trưởng. Ngụy Thiết, Ngụy Thanh cùng gật đầu. La Phong thấy như vậy khẽ mỉm cười. Tư tưởng Trung Quốc, đám võ giả đều có suy nghĩ như vậy. Từng phần khí lực cũng phải tìm mọi phương pháp để cố sử dụng ra sức chiến đấu 10 phần. Mấy thứ tứ lạng bạc thiên cân đều là tư tưởng của người phương Đông, rất khác với người phương Tây. Bây giờ đệ nhất cường giả thế giới Hồng chính là người Trung Quốc. Đệ nhị cường giả thế giới Lôi Thần là lai giữa Đông và Tây, cũng có huyết thống người Trung Quốc. Một vài tư tưởng võ học Trung Quốc bây giờ rất thịnh hành trong thế giới võ giả. Đội trưởng, Trần ca, Thiết ca, Thanh ca. La Phong nhìn về phía mấy người, cười, nói. Để ở nhà khổ luyện được 1 tháng rồi, sức mạnh thân thể cũng tăng lên không ít rồi nha. Nhưng mà để cảm giác thân pháp đao pháp vân vân sẽ được đề cao rõ ràng nhất là khi chém giết với quái thú. Ở nhà dù có luyện cỡ nào cũng chỉ là tự mình suy diễn mà thôi, sao có thể hiệu quả bằng khi chính thức chém giết với quái thú được chứ. Rồi tôi luyện đao pháp được. Do đó để chuẩn bị một mình một người tiến vào khu hoang dã, tôi luyện đao pháp thân pháp đó. La Phong nói. Cái gì? Chỉ một mình? Bọn người Cao Phong, Trần Cốc đều biến sắc. Phải. La Phong cười, gật đầu. Kỳ thực hắn sớm đã có ý nghĩ này rồi, nhưng luôn không đủ kiên định. Những lời Từ Cương vừa nãy đã làm cho hắn xúc động. Hắn muốn trở thành cường giả đỉnh cao trên thế giới, vậy không thể lười biếng được. Do đó La Phong quyết định cần phải gia tăng thực lực cho mình. Như vậy quá nguy hiểm rồi. Cao Phong liền nói. Không đâu, đội trưởng nè. Đệ chỉ chuẩn bị tới huyện thành số 0231 bên cạnh ở gần quân khu thôi. Ở đó tiến hành tôi luyện đao pháp thân pháp thôi. La Phong giải thích. Đệ sẽ không đi vào đại thành thị khác đâu. 4 người Cao Phong, Trần Cốc, Ngụy Gia huynh đệ đều khẽ thở phào một hơi. Thế lực quái thú chung quanh quân khu vốn rất yếu. Quái thú cỡ cấp lãnh chúa thì căn bản là không dám tới gần những thị trấn cạnh quân khu. Do đó trong vài thị trấn bên cạnh quân khu, cơ hội đều là quái thú cấp thú binh. Số lượng quái thú cấp thú tướng cũng hơi ít, hơn nữa phần lớn đều là cấp thú tướng sơ cấp cả. Đến cả cấp thú tướng trung cấp cũng rất ít thấy nữa. Nguyên nhân vì có một ít quái thú cấp thú tướng, dẫn đến mỗi một con quái thú cấp thú tướng sơ cấp cũng có thể thống lĩnh mấy trăm con, thậm chí trên ngàn con quái thú cấp thú binh. Quái thú cấp thú tướng rất hiếm, nhưng lại có vô số thú nhỏ. Tiểu đội võ giả làm sao dễ dàng giết được chứ? Có thể nói những tiểu đội võ giả lợi hại một chút, bình thường căn bản không muốn vào những thị trấn này, vì không có gì béo bở cả. Để chuẩn bị rồi. Buổi sáng thì ra khỏi khu săn bắn luyện đao, buổi tối trở về cơ sở tiếp tế quân khu nghỉ ngơi. Chính vì khoảng cách rất gần, hơn nữa tốc độ La Phong lại nhanh, tự nhiên có thể mỗi ngày qua lại giữa thị trấn và cơ sở tiếp tế. Huyện thành số 0231 không có quái thú cấp thú tướng lợi hại, nhưng mà rất nhiều quái thú cấp thú binh bình thường. Ngụy Thiết không kìm được mà nói. Một khi bị chúng dây lại thì... Thiết tử, là phòng hắn mà sợ dây công hả? Trương Cốc cười hăng hắc. Ngụy Thiết, Ngụy Thanh mới giật mình nhớ lại, rồi đều nở ra nụ cười. Đám thú rất đáng sợ, nhưng mà tinh thần niệm sư chẳng sợ gì đám thú. Khi không muốn chính diện chém giết thì chỉ cần tinh thần niệm sư dựa vào tinh thần niệm lực, một cú nhảy e rằng có thể vượt qua được một tiểu lâu rồi. Lực nhảy quái thú cũng rất kinh người, nhưng sao có thể so được với mượn lực trong không trung của tinh thần niệm sư chứ? Được đó. Cao Phong không kìm được tán thưởng, nói: La Phong nào, ta nghe cậu nói thôi mà cũng muốn đi tôi luyện kỳ pháp của ta nè. Nhưng mà ta lại không có năng lực bảo mệnh trong đám thú. La Phong, khi nào thì chuẩn bị xuất phát vậy? Trương Cốc hỏi. Việc này cũng không nên chậm trễ, hôm nay em trở về chuẩn bị một chút, ngày mai xuất phát luôn. La Phong cười, nói: Đội trưởng nè, khi nào các anh chuẩn bị tới khu hoang dã thì nhắn tin cho đệ hay nha. Con đường cường giả chính là phải dựa vào từng bước khổ tu mới có thể đi đến đỉnh cao. Hết tập 12 của bộ truyện Thôn Phệ Tinh Không. Cảm ơn tất cả mọi người đã lắng nghe giọng đọc của Lát Radio.